này quay clip này địt mẹ tổ cha mấy đứa nhảm kích, cái gì cũng biết, cái gì cũng hay. Để tao nói cho mày nghe nè, chữ y cụ, gia đình mày bị tai nạn giao thông hay tai nạn gì á, mày kêu người dân mượn cái y cụ, y ông nội mày, y cụ ai mà biết, mày mượn cái dụng cụ y tế á, người ta còn biết y cụ, y như con cu á, chứ y cụ. Còn ha, chú ỷ nè, sáng sớm mình ra chợ á, tao nè, tao ở chợ Long Hoa, sáng sớm mình ra cửa 4 chợ Long Hoa, mà kêu bán cho tôi nửa ký thịt ỷ, đủ tía mày, nó chém mày mỏi tay luôn á. Sáng sớm người ta bắn heo mà kêu heo hôm qua, heo ỷ hả mày, hay hay tao bay hay hay. Còn cái ỷ ra nè, ỷ ra nè, tôi không biết luôn á, nó thẳng ai mà biết dịch cho tôi chữ ỷ ra coi, tôi dịch thì cà ri thôi. Còn dụng hạt kê nè, kê nè, mày ra chợ mày đi, mày kêu bán nửa ký kê hay một ký kê, mấy bà bán gà bà chạy bà đưa cho mày liền. Còn mày mày mua bà chém mày chết bà mày luôn, tài lanh cái gì cũng biết, sâu xạo thiệt. Còn đây nữa đây nè, gà qué tao nè, gà gì tao cũng biết nè, gà bướm nè, gà que nè, gà nhạn nè, gà ô nè, tổ cha mày trong chơi, trong dân chơi chơi gà mà con gà nào mà gà qué hả? Mày qua mà trường Tho Mo bên Campuchia vậy, mày kêu gà qué nó quýnh thì mó bó nhìn không ra luôn á. Còn con qué nè, con qué đó thì tao dịch Google tao thấy con qué là con nhái của là miền Nam Ấn Độ. Tổ cha đấy, dạy con nhái đi hay con cóc con ếch đi, dân người ta miền Tây miền gì tao biết, cái quần què gì đó, dạy con qué, đứa nào cũng biết con qué hay quá. Mày ra chợ mày kêu bán cho anh ký qué thôi, nguyên cái chợ mà biết tao cổng mày đi núi, nóng thiệt, cái gì cũng biết, cũng tào lao cũng hay hết.